Ngày hôm nay, đông đảo cử tri trên địa bàn huyện Gia Viễn đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình với niềm tin và kỳ vọng bầu chọn những đại biểu đủ đức đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày bầu cử, đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Khác với ngày thường, vào đầu giờ sáng, chị Dương Thị Hà thường tới làm việc tại cụm công nghiệp. Nhưng trong ngày đặc biệt hôm nay, chị đã dành thời gian đến khu vực bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Hôm nay thì chúng tôi cũng được nghỉ và rất háo hức là đến đây từ sớm để tranh thủ thực hiện cái quyền công dân của mình. Hy vọng là sau cái cuộc bầu cử này thì chúng tôi là giai cấp công nhân là sẽ được quan tâm hơn về các chế độ, chính sách. Với đặc thù sinh sống bằng nghề sông nước, thường đi làm ăn xa, nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, hôm nay các cử tri thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh đã tạm gác lại công việc mưu sinh thường ngày để có mặt tại điểm bầu cử đông đủ, đúng giờ. Cử tri thôn Kênh Gà, tuy rằng đường xá rất là khó khăn, cầu rồi thuyền là đi lại rất khó khăn, nhưng bà con là đã tập trung đúng 6 giờ 30 phút là chuẩn bị khai mạc. Các cử tri hướng mộ đại biểu mà ứng cử đề nghị nhà nước cho vay vốn thêm để làm kinh tế, làm sao mỗi gia đình lại còn phát triển thêm nhiều hơn nữa. Tại 144 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều có biển báo hướng dẫn, đảm bảo phòng dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện đúng quy trình bầu cử. Cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn các đại biểu ưu tú. Tôi có nguyện vọng là sẽ bầu ra được những người có đủ phẩm chất đạo đức và sự tin tưởng của nhân dân để có thể mang lại những quyền lợi và lợi ích cho nhân dân một cách tốt nhất. Các cái ứng cử mà tôi tin tưởng để bầu ra họ thì họ sẽ đem tiếng nói của mình để đi là đến với các cấp. Như bản thân tôi thì làm doanh nghiệp thì cũng muốn là nhận được những cái chính sách tốt hơn cho xuất nhập khẩu. Qua kiểm tra tại một số địa phương trên địa bàn huyện, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tô Văn Từ đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại đây. Các khu vực bỏ phiếu đều đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cử tri đi bỏ phiếu thuận lợi, an toàn, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.